Thưa quý vị, trong năm 2022, Đà Nẵng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ hai cơn bão, bảy đợt mưa lớn và bảy đợt nắng nóng trên diện rộng. Đây là những số liệu được thống kê tại Hội nghị Tổng kết Công tác Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 diễn ra vào sáng nay. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh dự và chủ trì hội nghị. Cũng theo báo cáo tại hội nghị, thiên tai năm 2022 đã gây ra thiệt hại nặng nề về nhà cửa, tài sản của người dân, và cơ sở hạ tầng trên phạm vi toàn thành phố, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất, đặc biệt là cơn bão số 4 và số 5, cũng như đợt ngập lụt lịch sử đêm ngày 14 tháng 10 với ước tính thiệt hại hơn 1.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhờ sự vào cuộc đồng bộ và quyết liệt của cả hệ thống chính trị thành phố và sự đồng lòng của người dân, công tác khắc phục hậu quả thiên tai đã được triển khai nhanh chóng, cơ sở hạ tầng được sửa chữa kịp thời, đời sống người dân được ổn định, các hoạt động sản xuất trên địa bàn sớm trở lại bình thường tổng số các lực lượng tham gia giúp nhân dân sơ tán cứu hộ cứu nạn đến nơi an toàn và giúp nhân dân khắc phục hậu quả là khoảng gần 5.000 lượt cán bộ chiến sĩ, phương tiện 50 xe ô tô các loại và hai cano. Toàn thành phố đã sơ tán cứu hộ cứu nạn đảm bảo an toàn cho khoảng 15.000 người. Năm 2023 dự báo số lượng bão và ấp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến Đà Nẵng ít hơn so với trung bình nhiều năm. Cao điểm nắng nóng từ tháng 6 cho đến tháng 7, khả năng xuất hiện từ 4 cho đến 6 đợt mưa lớn diện rộng hội nghị đã nghe tham luận cũng như những góp ý trao đổi của các sở ngành đơn vị địa phương qua đó thống nhất triển khai các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm cho công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thời gian tới